Đây là cây mận hồng MT của mình nha bà con. Mận hồng MT tỷ lệ đậu trái rất là nhiều nha bà con. Đây mình quay toàn cây cho bà con xem. Đây trái rất là sai. Mình bọc mà một chùm là 4 trái 5 trái không nha bà con. Cây này là mình bọc khoảng gần 60 chùm, là mỗi chùm 4 trái hoặc là 5 trái. Đây cái này là mình sử dụng cái bọc lưới. Cái bọc lưới rồi bây giờ mình mới chuyển sang mình xịt mình bọc cái bọc giấy. Đặng cho thứ nhất là trái đẹp, thứ nhì là những con trùng chích hút nó không có vô đục cái trái mận mình được. Đây, cây này ước tính là khoảng cỡ 40 kg chứ không dưới nha bà con. Bởi vì là một chùm 4 trái 5 trái mà mình bọc khoảng gần 60 chùm là tỷ lệ đậu trái là rất là sai nha bà con. Còn dùng những chùm này mình bỏ mình không có bọc. Đây mấy chùm này là bỏ hết. Đây là lãi bỏ đặt đất luôn. Mình không có lấy nhiều thì cái trái nó không có lớn. À, trái rất là sai. Mình quay toàn cây cho bà con xem. Và trái rất to nha bà con. Quân bình là từ 4 đến 5 trái một ký. Có thể một trái là 300g cũng có nữa. Nhưng mà mình 250g, 300 cũng có. Nhưng mà mình quân bình từ 4 trái đến 5 trái một ký. Hôm nay mình hái mận nha, hồng MT ha. Mình sẽ ăn. Đây. Đó, trời ơi, mận thiệt là ngon. Trái đó nhỏ. Nhỏ mà trong ruột ăn ngon. Rồi thôi bây giờ hôm nay mình cũng cân mấy trái mận hồng cho bà con xem luôn. Đây là mận trái rất to nha bà con. Đây mình để trên cái miệng ly nè, miệng ly có quai nè, ly này là ly uống bia nha, nhưng mà nó nằm trên miệng ly hết trơn đó. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình cân cho bà con xem nha, coi cái cân có ngay xúc không chưa. Rồi bây giờ mình để trái đầu tiên lên coi bao nhiêu. Trái đó nhiều 300g. 300g. Tiếp tục trái thứ hai. Rồi trái thứ ba. 800g rồi. 800g. Trái này là trên ký. Chắc ký. Ký giá quá. Ký giá. Qua. Mận hồng MT trái đợt này là trái khổng lồ nha bà con. Trái rất to. Quá trời lớn. Đây, còn mấy trái này cũng lớn nữa nè. Trái nào nó quá trời lớn. Vậy thôi mình cũng xin chào bà con. Hẹn lại cái bà con cái video tiếp theo. Bà con có mua giống hoặc trái mận hồng thì cứ liên hệ đến mình, hoặc là mận xanh đường Sóc Trăng hiện nay mình vẫn có giống luôn. Rồi xin chào bà con. Bông trái hơn kilo.